Thôi chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Hiện tại mình đang có mặt trên đường An Dương Vương thuộc phường 8 quận 5. Nay chúng ta sẽ đi lang thang cái khu vực quận 5 để xem cuộc sống người dân Sài Gòn ở khu vực quận 5 hiện tại như thế nào các bạn. Đây là chúng ta đường qua đường Nguyễn Duy Dương và đường Nguyễn An Dương Vương. Bên tay trái chúng ta là chợ An Đông. Chợ An Đông đã được sửa chữa lại gọn gàng rồi nha các bạn. Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông, mặt tiền đã được sửa lại rất là khang trang đẹp đẽ bằng kiến. Nay chúng ta sẽ không vào chợ An Đông mà chúng ta đi lòng vòng cái khu vực quận 5 này nha các bạn. Chợ An Đông đã được chỉnh chu, sửa chữa lại thang máy rất là đẹp. Nơi chợ An Đông là nơi chuyên kinh doanh bỏ sỉ cho toàn khu vực miền Nam cũng như là toàn quốc luôn các bạn, về thời trang, may mặc. Bên này là cái trung tâm Lazada mới các bạn, chợ An Đông mới đó. Ta quẹo qua khu đường Sư Vạn Hạnh. Đây là xa các bạn. Trung tâm mua sắm mới kế bên chợ An Đông cũ hồi xưa. Còn đây là cái Winsort Plaza, nhà hàng, khách sạn, hotel. Đường này là đường Sư Vạn Hạnh nha các bạn, thuộc phường 9 quận 5. Trong khu quận 5 là khu kinh doanh từ ăn uống cho đến cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm thời trang cho toàn cái Sài Gòn này luôn các bạn. Đặc biệt ở đây có cái quán cà ri dê rất là ngon nha các bạn, nổi tiếng ở Sài Gòn, quán cà ri Musa nha các bạn, cà ri Ấn Độ, đúng Ấn Độ luôn á, cà ri ở đây rất là ngon. Cà ri dê và các loại hải sản tươi sống. Chúng ta dạo một vòng đi loanh quanh, quay lại cho các cô chú anh chị kiều bào cũng như các bạn ở ngoài tỉnh. Đây các bạn, quán cà ri Ấn Độ Musa, giá khá rác các bạn nhưng mà chất lượng khỏi chơi, đúng chuẩn. Đúng chuẩn là gà cà ri nhập cái hương liệu rồi quên nắng qua luôn các bạn. Dê rất là ngon. Cà ri dê Musan nằm trên đường Sư Vạn Hạnh nha các bạn, phường 9 quận 5. Cô chú kiều bào nào đi về nhớ quán này thì ghé ăn, các anh chị ở
các tỉnh thành khác vào đất Sài Gòn thì cũng nên ghé quán ăn quán này. Nếu ai thích món cà ri dê, chiên về cà ri dê, giá khá là cao nhưng mà chất lượng thì khỏi chê các bạn, chất lượng rất là tốt, ăn rất là ngon, hương liệu được nhập khẩu mà. Hồi đó đâu một phần đó là 150 á, giờ không biết bao nhiêu lâu á mình cũng chưa ăn lại đó. Hồi đó là 150 một phần. Một phần một người ăn bằng gần bằng cái lẩu bình thường. Đây là cái chung cư Ngô Gia Tự nha các bạn, cắt đường Hòa Hảo. Bán rất nhiều các quán cơm, gọi là chiên gà số mỡ, bún riêu, lẩu mắm, đây là đường Hòa Hảo các bạn, Cô Mẫn, đây có chùa Vũ Thành. Ta quẹo phải qua đường Trần Nhân Tông. Con đường Trần Nhân Tông này được ví là một cái con đường siêu thị sách nha các bạn, dành cho dân mọt sách đó. Sách cũ á, chuyên về sách cũ nha các bạn. Con đường này mình có quay rồi, có gì mình để đường link ở dưới cho các bạn bấm vô xem. Con đường chuyên về sách cũ, các sách cổ xưa các bạn. Đây có cái chợ. Phường 2, khu phố Quang Hóa. Lạc quá à nè. Lạc vào bãi giữ xe cho học sinh. Lọt các quán hớ tóc trong dãy chung cư này, kinh doanh buôn bán cũng được quá. Bò né 30.000 một phần. Cây sa kê, cây bàn, bóng mát, tạo bóng mát rất là tốt. Trường Nguyễn An Ninh các bạn, đây là cổng sau trường Nguyễn An Ninh, kế bên một cái trường trung học Nguyễn An Ninh, cho nên giữ xe cho học sinh rất là được ha. Trái đi. Đường Trần Nhân Tông. Thôi my god, mưa rồi các bạn ơi. Sài Gòn nắng mưa thất thường, nắng mưa liên tục.
ngắm cảnh mưa của thành phố Sài Gòn, sáng nắng chiều mưa. Ồ, mưa lớn luôn, quá trời lớn. Mưa tối trời tối đất luôn. Đó. Ở đây các bạn. Khoảng chừng chưa tới 10 phút nữa là nắng lên và tạnh mưa. Đó, Sài Gòn nắng mưa thất thường là vậy đó các bạn. Đó, tạnh rồi đó, nắng lên liền luôn. Chưa đầy 5 phút nữa, 7 phút à. Trời bắt đầu nắng lên. Mưa bắt đầu tạnh, mưa cái ào xuống cái là nó ngừng. Tiếp tục các bạn ơi, Sài Gòn như là như vậy đó, mạo mưa vô chưa tới 5 phút hết mưa, nắng lên luôn. Đó, anh này cũng mới tháo mưa ra. Dãy chung cư. Đây là lô U. Chung cư Ngô Gia Tự. Lô U. Đây giữ xe cho các học sinh, các hộ ở chung cư rất là nhiều. Cái chung cư này xây xưa giờ trước 75 mà các bạn lấy đâu ra có hầm chứa xe như bây giờ. Bây giờ quy hoạch là phải xây là phải có hầm. Lô L. Lô V. Cái bên phải chúng ta là lô V, còn bên tay trái chúng ta đó là lô X. Lô V và lô X. Khu phố 2.
phường 2 quận 10, khu phố 2, phường 2 quận 10. Buôn bán giữ xe tấp nập. Ta chạy ra lại đường Trần Nhân Tôn. Bên này có cái bán cây cảnh. Đây ngã tư đường Trần Nhân Tôn với lại đường Vĩnh Viễn. Chúng ta quẹo qua Vĩnh Viễn đi. Vĩnh Viễn để đi ra đường Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong khu xưa là bến xe buýt Lê Hồng Phong. Đúng là con đường về chó mèo các bạn. Bây giờ rất nhiều, hiện tại bây giờ rất nhiều các cửa hàng trung chuyển và cửa hàng điện thoại di động chiếm gần hết rồi. Bây giờ xe chó, nguyên cái xe chó luôn. Con đường Lê Hồng Phong là con đường chó mèo chim cảnh. Các vật dụng thuốc. Và rất nhiều các đơn vị vận chuyển có tên tuổi nằm trên đường này như Phương Trang với lại Viettel. Rồi các đơn vị nhỏ lẻ như là Thành Bưởi này nọ. Vận chuyển người, vận chuyển hàng hóa các bạn. Đi về tiếng xe, đi về miền Tây bắt xe ở đây vẫn được. Nó có tiếng xe luân chuyển đây ra bến xe miền Tây để đi về miền Tây. Đây các bạn, đường Lê Hồng Phong cắt đường Hùng Vương, ngã tư Hùng Vương với lại Lê Hồng Phong. Đây là bến xe Lê Hồng Phong ngày xưa các bạn. Đó, trước mặt chúng ta cái xe Hùng Hiếu đó là cái bến xe cũ. Còn đây có cái trung tâm hội nghị giao lưu văn hóa ẩm thực rồi. Khi xưa nó là cái rạp hát Hùng Vương. Đó, tòa nhà rạp hát Hùng Vương vẫn lối kiến trúc cũ các bạn. Vẫn còn chữ Hùng Vương năm nào. Ở bên là công ty Thành Bưởi không? Thành Bưởi thì chuyên đi tuyến Đà Lạt, Lâm Đồng, Đà Lạt đó các bạn. Thành Bưởi là chuyên về cái tuyến đó. Sài Gòn, Thành Bưởi, Sài Gòn, Đà Lạt. Chúng ta quẹo về con đường Trần Phú. Đường Trần Phú năm xưa. Ồ. Giờ rất là rộng. Bên trái có cái hệ thống phân phối điện thoại di động của công ty Bạch Long. Khá lớn và là đời đầu nhất trong cái hệ thống bán điện thoại di động có mặt ở Sài Gòn đầu tiên các bạn. H Nam, H Nam Mobile.
nằm ở đường Trần Quang Khải á, là công ty Hắc Nam là hồi xưa là đơn vị đầu tiên chuyên nhập khẩu các hàng điện thoại xách tay đầu tiên về Sài Gòn. Nó lại mưa nữa đó các bạn, mưa nữa. Sài Gòn nắng mưa thất thường, như em gái 18, chán thật. Mà áo mưa vô rồi cởi ra xong mặc vào, mới cởi ra xong giờ nó mưa tiếp, mưa ra ra các bạn. Hay ra Bùng Binh ngã 6 Hùng Vương, đi thẳng chúng ta về đường Nguyễn Thị Minh Khai, về Từ Vũ, còn quẹo phải thì chúng ta đi về quận 8 qua cái cầu Nguyễn Cự. Đó, đây các bạn, Hùng Binh, Hùng Vương, Nguyễn Văn Từ. Đó, quẹo phải là chúng ta đi về quận 8. Sài Gòn là vậy, nắng mưa, sáng nắng chiều mưa, hoặc là đang mưa xong tắt là nắng, nắng xong rồi mưa tiếp trong vòng 5-10 phút à. Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai nha các bạn, thuộc phường 2 quận 3. Đây cũng là con đường dài và là huyết mạch của trung tâm Sài Gòn. Sau cái con đường cách mạng 8 Trường Chinh như mình đã quay rồi đó các bạn, thì đây là con đường Nguyễn Thị Minh Khai, nó nối liền với lại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với quận Bình Thạnh. Đây quận 3 qua quận Nhất rồi nối với quận Bình Thạnh các bạn, nói lại với quận Bình Thạnh, cho nên con đường này được xem là con đường huyết mạch và là dài, tương đương với lại đường cách mạng 8 và đường Trường Chinh. Đó, bên phải chúng ta là bệnh viện Từ Vũ, bệnh viện phụ sản Từ Vũ, phải có phụ sản vô thì các bạn ở ngoài tỉnh mới biết được. Cứ dân Sài Gòn chỉ cần nói đi Từ Vũ hay là biết rồi. Nắng mưa à, bắt đầu là nắng lên nè các bạn, thấy chưa? Khỏi mà áo mưa luôn, bắt đầu nó nắng lên rồi đó, thấy chưa? Cực nhọc lắm, ở Sài Gòn cực nhọc lắm, áp lực, nắng mưa, bụi, khói bụi, còi xe bóp lên nổi, đông đức ồn ào. Phải chúng ta đó là bên trái chúng ta đó là đường Nguyễn Thượng Hiền, con đường ăn uống đó. Kính thưa các loại ăn uống. À, chúng ta quẹo vô đường Tôn Thất Tùng, nó thuộc phường Bến Thành quận Nhất rồi các bạn, thuộc quận Nhất rồi. Nơi đây là con đường chuyên về buôn bán phụ tùng linh kiện sửa chữa máy vi tính. Đây có cái tiệm cơm Minh Đức nổi tiếng ở Sài Gòn với văn phòng giá khá là chát.
Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.